Và đây sẽ là video mà mình đánh giá với các bạn về chiếc drone của chúng ta sau quá trình trải nghiệm của mình. Trong video trước thì mình định là làm luôn trong một cái, nhưng mình nghĩ rằng nó dài quá nên là mình cắt thành hai để các bạn có thể dễ dàng là xem mở hộp xong cảm thấy bay nó vui thì chúng ta sẽ chuyển sang xem tiếp cái đánh giá để xem là có nên mua hay không. Và ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu video đánh giá drone mini đến từ nhà Xiaomi nào. Hiện tại mức giá sản phẩm này thì chỉ khoảng tầm 50 đô, chính vì vậy các bạn có mua về để bay thử hay là chả may có làm hỏng hay có làm mất thì nó cũng đỡ tiếc một chút. 50 đô không phải số tiền quá lớn, sẽ giúp các bạn có những cái trải nghiệm đầu tiên với một chiếc drone mini và sau đó các bạn sẽ mạnh dạn hơn trong việc mua những cái chiếc flycam hay là drone racing chẳng hạn. Đó. Thì với chiếc drone của chúng ta, đầu tiên mình sẽ cùng các bạn đánh giá về cái khả năng bắt tín hiệu trước đã. Mình đã có một video test ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu test cái khoảng cách kết nối wifi của con này bằng việc là mình đi xa ra tận đầu kia của tòa nhà. Sau đó là chúng ta sẽ kết nối wifi với nó nhá. Đây, mình ở tận đầu đằng kia luôn. Ước tính cái này thì mình ước tính khoảng tầm là 40m đến 50m gì đó. Không chính xác lắm. Ok, và như các bạn nhìn thấy qua camera của drone là mình đã đi bộ rất là xa rồi. Đó, đến tầm này rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cho drone bay lên. Rồi ok, vừa rồi thì mình gặp một chút trục trặc và bây giờ mình đã kết nối được. Hiện tại thì mình sẽ cho bay lên nhá. Nào, bay lên. Rồi, ok, bay. Hình như là mình vừa mới va vào đâu ấy các bạn ạ. Mình sẽ cho tiến về phía mình không được không nào. The drone cannot be positioning. Please fly carefully. Hai con nhỏ chúng ta đảo liên tục các bạn ạ. Đó, bay này. Bây giờ cho The lên cao một tí để nhìn mặt mình nhá. Please fly carefully. Wow, vừa có một pha xoay vòng hơi lỗi từ phía mình. Mình phải cho xoay lại đã. Ok, bây giờ mình không nhìn được các bạn. Rồi, rồi, rồi. Bắt đầu đi thẳng tiếp nào. Như các bạn thấy tín hiệu mà thu về từ phía màn hình có vẻ cũng không được tốt lắm. Hiện tại là mình không nhìn được drone của mình đang ở đâu cả. Mình chỉ thấy rằng là nó đang ở giữa trời thôi. Đây, cho bay theo hướng này đi. Ok, như vậy là đoạn này thì quá gió và đã dẫn hiện tượng là drone của chúng ta bị rơi. Nhưng mà tuyệt vời là hiện tại các bạn nhìn thấy này. Đó, drone chỗ này bị gió thì không thể bay được qua. Như vậy là cái bài test xa thành công. Drone sẽ có khoảng cách kết nối khoảng tầm 40 cho tới 50 mét đúng như là những gì nhà sản xuất đưa ra. Và mình sẽ cùng các bạn tới với bài test tiếp theo của drone này. Và theo công bố của hãng thì drone này sẽ bay cao được 25 mét và bay xa trong bán kính khoảng 50 mét. Thế nhưng mà theo như mình test thì mình mới chỉ test được cái phần bay xa thôi, là 50m thôi, còn bay cao thì mình chưa test được. Nhưng mà mình khuyến cáo các bạn là không nên cho bay quá cao bởi vì drone này không chịu được gió. Và nếu như các bạn cho bay cao lên, càng cao thì gió càng mạnh. Và các bạn biết điều gì xảy ra không? Một chút nữa mình sẽ nói ở cái đoạn test gió của chiếc drone này. Tiếp theo, đây là một drone không chịu được nước và cái này thì được ghi rõ ở trong khung của nhà sản xuất rồi nên là mình sẽ không mang ra thử làm gì cả và mình phải nói luôn với các bạn là không được bay trong điều kiện trời mưa hay là các bạn làm rớt nước lên nó thì sẽ chia buồn với bạn vì cái drone không chịu được. Thứ ba là về thời lượng pin của drone thì mình cũng đã test khá là kỹ, cũng như là mình bay liên tục này, mình có trao đảo vài vòng thì mình thấy rằng là nó sẽ bay được khoảng 10 phút đồng hồ là hết pin. Đôi khi nó không được 10 phút, nó được khoảng tầm 8 phút đến 9 phút gì đó. Có một hiện tượng mình gặp phải đó chính là chưa hết pin nhưng mà drone nó bị quá nhiệt. Nó sẽ báo là overheat và lập tức nó tự hạ cánh xuống luôn. Nhưng mà cái hiện tượng quá nhiệt này thì mình gặp phải khá là ít. Trong khoảng tầm 10 lần bay đến 12 lần bay của mình drone này thì mình chỉ bị gặp 2 lần là bị quá nhiệt thôi. Một lần là hôm đầu tiên mình cầm nó, mình thử bay trong quán cà phê. Thế là cứ lên xuống khoảng 4-5 lần gì đấy. Ước tính là nó bay được khoảng 5 phút thì nó báo bị quá nhiệt. Mình cũng không hiểu là vì sao nó bị. Lần thứ hai là mình bay ở trong nhà thì là mình đang cho nó bay trên trời này. Xong khoảng tầm 2-3 phút mình lại đáp nó xuống. Xong rồi khoảng tầm mấy phút sau mình lại cho nó bay lên thì bay được đúng 30 giây. Nó báo quá nhiệt luôn. Đến với lại phần camera thì ở trên chiếc drone này các bạn sẽ được trang bị camera để các bạn có thể là chụp ảnh, có thể là quay phim và nó sẽ là dạng góc nhìn thứ nhất, tức là cho các bạn cảm giác như kiểu chúng ta ngồi trên drone luôn và các bạn sẽ bay theo nó. Và về chất lượng của camera này thì đáng tiếc là mình chưa kịp trích xuất cái tệp ra cho các bạn nhìn được, nhưng mình sẽ đánh giá cho các bạn là nằm ở cái mức độ gọi là cho có thôi. Chứ còn nó không thể mang tính chất là đẹp hay là nghệ thuật gì được đâu. Rất tiếc với các bạn thì mình không có footage của cái đoạn quay này thì mình các bạn có thể lên mạng để xem. Mình thấy rằng là cũng có một số bên đã test rồi. Đồng thời là cái camera này không có chống rung nên là nếu như các bạn đang mong những cái footage thật là mượt, thật là đẹp thì không có.
mỗi lần các bạn cho drone nó dúi đầu về phía trước nó bay như thế này thì hình ảnh nó sẽ có hiện tượng là hơi lệch lệch đi một tí. Đến với lại phần mềm và những chức năng vui vẻ ở trong chiếc drone này thì các bạn sẽ có khả năng cho drone lộn vòng theo như ý muốn. Và ở đây thì mình có tìm một video để demo những cái tính năng lộn đó, mình sẽ cho các bạn xem. Và cuối video thì mình cũng sẽ nói rõ hơn tại sao là mình không trực tiếp quay những cái video lộn vòng như vậy mà mình lại phải lấy ở trên mạng. Với những tính năng lộn vòng thú vị như thế này thì các bạn sẽ không cần có quá nhiều kỹ năng việc bay drone, mà các bạn chỉ cần là kết nối nó với app cho nó bay lên rồi nhấn nút, như vậy là xong, đơn giản đúng không? Và cuối cùng là về khả năng bay trong gió của drone thì như mình nói ở đầu video là nó không thể nào bay trong gió được, bởi vì hôm nay khi mà mình mang lên trên tầng ấy, mình định là sẽ quay lại một số cảnh đẹp đẹp để đưa vào trong phần footage camera cho các bạn xem, tức là khi nó bay thì nó quay cảnh đẹp như thế này thế kia. Nhưng mà vô cùng đáng tiếc là khi mình vừa bấm nút bay lên một cái thì một cơn gió ở đâu rất là lớn nó lùa qua và nó thổi cái drone của mình bay. Đó, bay về cái đoạn mà các bạn vừa xem ở trong video ấy. Nó bay ra nhanh đến mức độ mình không kịp quay lại cái cảnh nó bị biến mất khỏi tay mình. Chỉ khoảng tầm 3 giây thì đấy là nó bay rất là xa luôn rồi. Và phần mềm của mình báo luôn là mất kết nối, thế là mình nhẹ nhàng đi xuống và biết là cái drone nó đã rời xa vòng tay của mình. Như vậy, tổng kết video này lại của mình thì các bạn sẽ có một chiếc drone đúng chất ngon bổ rẻ chỉ với 50 đô mà nó có thể bay được thật chứ không phải là đồ lừa đảo. Chưa kể đây là một drone đến từ nhà Xiaomi nên các bạn sẽ có phần mềm nó cũng ngon nghẻ này, các bạn có thiết kế đẹp mắt này. Và những cái phụ kiện đi theo nó thì ở trong video mà hôm mình đã nói rồi, mình thấy rằng đầy đủ và ngon. Thậm chí các bạn có cả pin đi theo chiếc drone này, nếu như các bạn thích mua thêm pin cũng có thể mua được. Những cái điểm yếu ở trên drone này thì thứ nhất là pin chỉ cho bay 10 phút, thứ hai là các bạn không bay trong điều kiện có gió được. Và các bạn thấy sao về drone mini của chúng ta? Mời các bạn để ý kiến ở phần bình luận của video này nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.